Kính chào quý vị, 24 giờ qua thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục duy trì trạng thái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, có lúc hứng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ lúc 13 giờ trên nay, đo đường giao động từ 21 đến 22 độ, tăng từ 1 đến 2 độ so với trường ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu, thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 24 độ, cụ thể từng khu vực như sau khu vực Đông Bắc tỉnh, gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23. 3 độ, độ ẩm từ 85 đến 96%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm từ 87 đến 95%. Về thủy văn 24 giờ qua, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. mừng nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1m. Ngày mai mực nước các sông xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 9 giờ 10 phút ở mức 0,85 m đến 0,90 m Sông Quờ tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 6 giờ ở mức 1m đến 1,05 m Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.